Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với buổi học tiếp theo trong khóa học bóc khối lượng và lập dự toán công trình, học thực tế ứng dụng nhanh cùng Gizento. Xin tự giới thiệu, tôi là Đặng Thị Hải Yến, là giảng viên của Học viện Gizento. Trong video ngày hôm trước, tôi đã hướng dẫn cho các bạn xong bóc khối lượng của công tắc ép cọc và công tắc đập đầu cọc. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn bóc khối lượng của công tắc đài móng. Để bóc được khối lượng của công tắc đài móng, các bạn mở lại cho tôi phần bản vẽ kết cấu. Tìm cho tôi xuống bản lên bản vẽ mặt bằng kết cấu móng. Đây, bản vẽ mặt bằng kết cấu móng này. Các cái vị trí đài cọc đây, người ta ghi chú ở đây này, đài cọc 1 này, đài cọc 2 này, đài cọc 3, vân vân. Bên dưới người ta có tên cấu kiện này, số lượng này, kích thước này, đầy đủ ở đây rồi. Sau khi chúng ta đã tìm hiểu trong cái bản vẽ mặt bằng kết cấu móng này, thì các bạn lại kéo tiếp cho tôi xuống bản vẽ chi tiết móng. Đây, chi tiết của đài cọc này, đài cọc 1 này, tôi sẽ chỉ này. Ví dụ như ở đài cọc 1 này, cái lớp cuối cùng này là lớp bê tông lót này. Sau đó bên trên này là lớp đài cọc này. Lớp đài cọc này thì người ta đang có cốt thép ở đây thì chắc chắn sẽ là có ván khuôn và có bê tông. Vậy thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn bóc khối lượng của công tắc bê tông lót móng này và ván khuôn cốt thép bê tông đài móng. Sau khi chúng ta đã tìm hiểu qua, các bạn mở lại cho tôi phần mềm dự toán lên. Trong bài học ngày hôm trước đây, chúng ta đã xong công tắc ép cọc này, tiếp tục sẽ đi vào công tắc đài móng. Đài móng đầu tiên đó là lớp bê tông lót này. Đổ bê tông bằng thủ công này, bằng máy trộn này. Bê tông lót móng này chiều rộng là bao nhiêu? Chiều rộng đây. Chiều rộng này 1830 này, tất cả này để tôi xem nào. Trong cái bài học ngày hôm trước khi nói về công tắc đào móng thì tôi đã xem rồi, tất cả đều chiều rộng nhỏ hơn 250 cm, đúng không? Đây này, tôi xem nha, đài cọc 1, đài cọc 2 này, đài cọc 3 này, 4 này, 7 này. Tiếp theo này 6 này, đó. 4 này, 5 này, tất cả đều nhỏ hơn 250 cm. Vậy thì tiếp theo này, đá này, mác này, tôi xem này mác bao nhiêu nhá. Tôi kéo lên, tôi tìm trong cái bản ghi chú này, người ta có ghi hay không nhá. Trong phần ghi chú đâu rồi? Ghi chú này, móng này, bê tông lót này, mác 100. Bê tông lót này, mác 100. Vậy thì tôi sẽ mở lại này. Tôi sẽ quay trở lại này. Tôi lựa chọn này. Bê tông lót đâu? Mác 100. Ok. Bây giờ để tính cái khối lượng của lớp bê tông lót này, thì đây tôi lại quay trở lại bản vẽ này. Phần chi tiết móng này. Đây, chi tiết nha. Đài cọc 1 này. Các bạn nhớ lại là ngày hôm trước khi tính khối lượng của công tắc đào móng thì chúng ta đang đào ra đến tận cái mép ngoài cùng này, là cái mép ngoài của lớp bê tông lót, đúng không? Đào theo thẳng đứng này, đào theo chiều thẳng đứng này. Vậy thì khi mà đào, tính cái thể tích đào nó bằng là diện tích đáy này. Đấy, diện tích đáy là một chiều dài của lớp bê tông lót này sau nhân với chiều rộng của lớp bê tông lót và nhân với chiều sâu đào, đúng không? Vậy thì khi mà tính công tắc bê tông lót, nó cũng là mét khối và nó cũng là diện tích đáy nhân với chiều cao. Diện tích đáy của cái lớp bê tông lót này cũng là chiều dài của lớp bê tông lót này nhân với chiều rộng của lớp bê tông lót và nhân với cái chiều cao. Vậy thì bây giờ tôi chỉ việc mang cái khối lượng của công tắc đào xuống và tôi thay đổi cái chiều cao của lớp đào này bằng chiều cao của lớp bê tông lót, đó là 0,1 này, đấy, 100 mm. Vậy là ra đúng không? Tôi sẽ kéo lên nhá. Tôi nhìn ở đây này, phần đào này, đào móng đài cọc này, tôi copy nó xuống này. Đây, tôi copy nó xuống đây đã nhá. Sau đó này, đầu tiên là tôi phải bỏ đi cái hệ số 10% này, là 0,1 này. Tiếp theo đây, đài cọc 1 này, số lượng này, nhân với dài này, nhân với rộng này và nhân với chiều cao của lớp bê tông lót là 0,1. Ok, đó là xong cái công tắc đổ bê tông lót đài cọc 1. Tương tự các cái đài cọc khác, bạn làm xong trong công tắc đào móng thì các bạn mang nó xuống đây. Đây, làm tương tự như vậy. Tương tự các cái công tắc đào, các cái đài cọc khác. Vậy là xong công tác bê tông lót. Tiếp theo đến công tác ván khuôn đài móng. Tôi lại tiếp tục này, vào công tác ván khuôn móng này. Ván khuôn gỗ này, ván khuôn móng cột này, móng tròn này, móng đa giác này. Đây, ván khuôn gỗ này, ván khuôn móng cột này, móng vuông, móng chữ nhật. Ok, tôi lựa chọn này. Tôi chuyển đổi đơn vị tính. Để tính khối lượng của công tác ván khuôn đài móng này, tôi lại quay trở lại nhá. Đài cọc 1 này, đây đài cọc 1 này. Bây giờ cái vị trí của đài móng đây, đây chính là cái vị trí của phần đài móng này. Ván khuôn của đài móng, ván khuôn thì bằng chu vi đáy nhân với chiều cao. Đấy, ván khuôn ở đây nhá, tôi kéo lên đây này, ván khuôn nó là bốn mặt này.
bốn mặt này có phải là bằng một chiều dài này và nhân với cái chiều cao của nó thì sẽ ra ván khuôn diện tích của một mặt đúng không? Diện tích vậy thì diện tích của bốn mặt này nó sẽ bằng chu vi đáy và nhân với chiều cao. Bây giờ này chu vi đáy bằng cái gì đây? Chu vi đáy này một cạnh là 1,6 này. Đấy, và một cạnh là 1,83. Tôi sẽ đi vào đây này. Tôi sẽ lại đi vào từng cọc một nhá, đài cọc một này. Đầu tiên đó là chu vi đáy này, một chiều là 1,83 và một chiều là 1,6 này, đóng ngoặc nhân với 2 nó sẽ là chu vi đáy và nhân với chiều cao. Chiều cao là bao nhiêu đây? Tôi lại mở lại nhá. Đây, chiều cao của nó này, chiều cao của nó là 0,9. Đây, 0,9 này. Vậy thì tôi sẽ nhân với 0,9 này. Nhân với 0,9. À, tôi còn thiếu đây là thiếu cái số lượng của đài cọc. Số lượng của đài cọc 1 này. Số lượng của đài cọc 1 là bao nhiêu đây? Tôi kéo lên. Tôi xem luôn ở trong cái bảng thống kê này cũng được này. Kích thước này, đài cọc 1 này là 1 luôn. Tôi sẽ viết vào đây. 1 này. Nhân này. Ok. Nhân với chiều cao 0,9 này. Ok, đúng chưa? Đó là xong đài cọc 1 này. Tương tự các cái đài cọc 2, đài cọc 3 đến đài cọc 7 này. Bạn tính tương tự như vậy cho tôi. Đáng nghĩa ra nha, nếu như tính đúng này, bạn nhìn cho tôi nhỉ, vị trí của đài cọc 1 này nó có giao 400 này. Đấy, một đoạn này là 400 này. Và đây cũng là 400 giao một đoạn với phần răng. Ví dụ nếu như đúng này, tôi sẽ phải ghi này, trừ giao răng này. Đấy, nếu đây là đúng nhá, tính đúng ra thì phải trừ với giao răng móng 1 và răng móng 3. Tôi ghi lại rõ ra nhá, trừ giao răng móng 1 này và răng móng 3 này. Ở đây này, tôi đang nhìn này, hai bên của nó này đều kích thước là 0,4 và 0,4 đúng không? Tôi sẽ viết đây nha, tôi vừa viết và tôi vừa chỉ cho các bạn này. Đầu tiên là hai này, hai bên này. Đây một bên này và đây một bên này là hai này. Tiếp theo thì tôi phải trừ đi cái đoạn giao này. Cái đoạn giao này thì sẽ không cần phải sử dụng ván khuôn đúng không? Đây nha, tôi kéo xuống bản vẽ này. Tôi kéo xuống bản vẽ chi tiết này. Đây cái vị trí này này, hoặc là tôi nhìn ở bản vẽ mặt bằng nhá. Đây cái vị trí này nó giao như thế này thì khi mà người ta làm ván khuôn, người ta sẽ không cần phải làm ván khuôn ở cái vị trí thẳng này nữa này. Đấy. Vậy thì người ta sẽ phải trừ đi. Trừ đi nó sẽ là 0,4 này. Đấy, chiều rộng của nó này là 0,4 này và nhân tiếp theo với chiều cao. Chiều cao của nó chính là bằng chiều cao răng. Đấy, chiều cao răng thì ở đây tôi lại mở lại đây. Người ta ghi lại 400 nhân 800 ở đây, 400 nhân 800. Vậy thì tôi sẽ nhân tiếp với 0,8. Ok. Đó là chờ xong, đó là xa ra cái vị trí này giao của răng móng 1 và răng móng 2. Thực ra thì nó rất là ít đây, ván khuôn này nó chỉ 0,64 m², nó rất là ít thôi. Vì vậy mà có thể chúng ta có thể không trừ cũng được, nó có thể là thừa ra một ít ra du di nó ra một ít cũng được. Nhưng ở đây nếu mà tính đúng thì sẽ phải là trừ đi giao răng móng 1 và răng móng 3 như thế này. Tương tự nhá, các cái răng móng còn lại này, đây các cái đài cọc còn lại này, đài cọc 2 này, đài cọc 3 này, tương tự cũng như vậy, trừ đi những cái vị trí này, vị trí này này, ví dụ như đài cọc 2 nó sẽ ra ở ba vị trí này, 1 này, 2 này, 3 này. Nhưng mà tất cả các cái răng móng ở đây tôi đang nhìn này, tất cả nó đều ghi là kích thước là 400 x 800. Vì vậy mà nó sẽ, chúng ta chỉ cần nhìn xem là ví dụ ở đây có 3 vị trí ra thì chỉ cần là -3, sau đó thì nhân với 0,4 và nhân với 0,8 đúng không? 0,8 là cái chiều cao của cái răng này đấy, và 0,4 là cái vị trí này, đây chiều rộng này, được chưa? Tương tự nhá, các cái đài cọc khác thì các bạn về làm tương tự như vậy cho tôi. Tiếp theo, xong công tác ván khuôn thì tôi đến công tác tiếp theo, đó là công tác cốt thép đài móng. Cốt thép móng này. Đây, đường kính là bao nhiêu? Tôi quay trở lại bản vẽ này. Tôi tìm xuống bản vẽ thống kê cốt thép nhé. Đài cọc đây, các vị trí này, đài cọc này. Đây, tôi xem ở cuối cùng người ta có thống kê ở đây. Ở trong mỗi cái phần đài cọc này, thống kê này, người ta ghi này phi 8, phi 12, 16, 18, 20. Vậy là nó sẽ gồm cả 3 loại. Đó là nhỏ hơn hoặc bằng 10 này, nhỏ hơn bằng 18 và lớn hơn 18 này. Ok, tôi chuyển đổi lại đơn vị tính này. Cái khối lượng phần cốt thép này thì tôi sẽ không hướng dẫn cho các bạn nữa. Bởi vì là nếu như các bạn tính bằng tay thì nó chỉ bằng chiều dài nhân với trọng lượng riêng. Trọng lượng riêng thì trong cái phần ghi chú chung ở đây người ta đã có rồi. Đấy, chiều dài thì các bạn chỉ cần đo thôi. Đo nó rất là dễ thôi. Chỉ cần đim, nếu như các bạn có phần mềm thì các bạn có thể đim. Còn nếu không có phần mềm đây, ví dụ như ở đây các bạn
cứ tính đo kích thước của nó ra như này thôi, cộng nó vào vậy là xong đó. Còn nếu như mà không, các bạn đã thành thạo rồi, quen rồi thì các bạn có thể sử dụng luôn cái bảng thống kê cốt thép này. Bảng thống kê cốt thép này người ta cũng đã thống kê đúng rồi, như vậy mà bạn có thể sử dụng luôn nó này. Đấy, bảng thống kê cốt thép này, các cái số tự thứ tự này 1 2 3 4 5 6 7 8 này, nó tương ứng với các cái thanh này. Ví dụ như ở đây nhá, tôi xem một cái phần nào, đài cọc nào nhỉ, đài cọc 5 đi, đài cọc 5 này, thanh này, các cái thanh này người ta ghi này 1 2 3 4 5 6 7 8 này, bạn nhìn thấy chưa, các cái thanh nó tương ứng ở đây này. Đấy, người ta đã vẽ này, vẽ đầy đủ ở đây rồi. Vậy thì các bạn chỉ cần nhìn theo các cái số thanh này tương ứng như vậy mà có thể là nhìn ra được chiều dài của nó này. Đây, chiều dài đây, tôi kéo đây nhá, chiều dài này, đường kính này, chiều dài thanh này là tổng này của cả cái phần bề mỏ này, sau đó thì đến nhân với số lượng này, số lượng một cấu kiện này, tổng chiều dài này, và ra tổng trọng lượng. Bạn có thể sử dụng luôn cái tổng trọng lượng này đó, thay vì sẽ phải ngồi tính, vì ở đây người ta đã tính đúng rồi nên chúng ta chỉ cần thống kê vào đây là xong. Vậy nên là tôi sẽ không hướng dẫn lại bóc khối lượng của công tắc cốt thép nữa nhá. Tiếp theo sẽ đến công tắc bê tông. Bê tông móng này, tôi tìm xuống này. Đây, bê tông móng này chiều rộng là nhỏ hơn 250 rồi đúng không? Đá 1 x 2 này, mác bao nhiêu? Tôi quay trở lại này, xem phần ghi chú chung này. Bê tông móng này, rằng móng này mác 300. Vậy thì tôi sẽ lựa chọn đó là mác 300 này. Ok. Bây giờ để tính khối lượng của bê tông này, bê tông nó mà mét khối, mét khối là thể tích. Thể tích thì nó sẽ bằng diện tích đáy nhân với chiều cao đúng không? Diện tích đáy của đài này, đài cọc này, tôi lại kéo xuống bảng chi tiết này. Đây, diện tích đáy này, chiều dài này, chiều rộng này và chiều cao. Chiều cao của nó này là 0,9 đúng không? Hoặc là bạn có thể xem luôn ở trong cái bảng đây. Tôi lại kéo lên nhá. Bảng mặt bằng kết cấu móng này, kích thước ở đây này, dài này, nhân rộng và nhân với cao. Vậy thì tôi sẽ viết nhìn luôn ở đây này. Đầu tiên này, tôi sẽ ghi vẫn là đài cọc 1 này. Số lượng là 1 đúng không? Số lượng là 1 này, dài nhân rộng nhân cao 1,83 nhân với 1,6, 1,83 này, nhân 1,6 này và nhân với chiều cao của nó là 0,9 này. 0,9, ok. Tương tự các cái đài cọc khác thì cũng chỉ cần nhìn vào đây, nhìn luôn ở trong cái bảng thống kê này. Sau đó thì chúng ta tính nó sang bên đây, nó rất đơn giản vậy thôi. Sau đó khi mà thi công, khi mà làm xong toàn bộ khối lượng rồi thì các bạn vào chuyển đổi đơn vị tính lại cho tôi nhé. Đấy, tất cả những cái đơn vị màu xanh này là người ta đã chuyển đổi đơn vị tính rồi. Sau đó thì lưu lại. Vậy là trong video ngày hôm nay tôi đã hướng dẫn xong cho các bạn bóc khối lượng của công tắc lót móng và công tắc đài móng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.